Chào các em, trong bài học ngày hôm nay sẽ giới thiệu các em về vòng lặp do while, tức là chúng ta thực hiện khối lệnh trước và sau đó trích điều kiện. Thì ngược lại với vòng lặp while chúng ta học ở bài học trước đúng không? Thì để cụ thể hơn, anh cùng các em đi vào trong code. Thì trong project Java cơ bản anh, trong package com.java.vòng lặp, anh sẽ tạo một class mới đây. Anh đặt tên là vòng lặp do while. Anh cũng tạo hàm main mặc định ở đây. Bên trong hàm main, anh sẽ khai báo một biến init bằng 0. Và để thực hiện vòng lặp do while, ta làm như sau: các em gõ do mở nhọn ở đây. Và xong rồi các em ở ngoài check điều kiện, anh giả dụ y nhỏ 5 và các em chấm phẩy để kết thúc câu lệnh đấy. Bên trong do này chúng ta thực hiện các câu lệnh của vòng lặp, thì anh ở đây anh switch to mouse giá trị của y đúng không, ở đây y, và sau mỗi vòng lặp anh sẽ y cộng lên bằng y cộng 1 đúng không. Và bên ngoài vòng lặp này anh sẽ switch to mouse giá trị là gạch ngang. Anh chạy lại chương trình này, em thấy như vậy vòng lặp này đã in ra cho anh giá trị từ 0 đến 4, tức là đi lặp lại 5 lần. Thì anh sẽ giải thích, đầu tiên y bằng 0, chúng ta không trích điều kiện gì cả, chúng ta thực hiện y bằng 0. Và y bằng 0 xong chúng ta cộng y lên bằng 1. Và 1 đây vẫn nhỏ hơn 5, thứ nhất chúng ta thực hiện ở vòng lặp thứ hai. Cứ thế khi nào y lớn hơn bằng 5 thì chúng ta thoát khỏi vòng lặp. Và khi y bằng 4 ở đây đúng không? Thì chúng ta y ra y bằng 4, vậy lúc đấy y sẽ cộng lên 1 là 5. 5 thì bằng 5 rồi, chúng ta không thể 5 nhỏ hơn 5 được. Do vậy thoát vòng lặp và in ra giá trị ở gạch ngang. Như vậy các em đã thấy là vòng lặp do thực hiện trước và kiểm tra điều kiện sau. Ngược lại với vòng lặp while chúng ta học ở bài trước đúng không? Thì ở đây anh cũng sử dụng vòng lặp do while để in ra giá trị phần tử trong bảng anh cho. Ví dụ có một cái bảng là in x. Ở đây có 5 phần tử đúng không? Ở đây là 1, 2, 3, 4, 5. Và ở đây anh dùng vòng lặp do while để in ra. Anh sẽ khai báo một biến là index ở đây, in index bằng 0 đúng không? Và ở đây while index nhỏ hơn là x.len, tức là nhỏ hơn số phần tử trong bảng. Anh sẽ kết thúc câu lệnh chấm phẩy ở đây. Và trong này anh switch to mouse ra là x ở vị trí index, và sau đó thì ở đây index cộng cộng lên. Anh chạy lại chương trình để em thấy chương trình in ra các phần tử trong mảng từ 1 đến 5 đúng không. Như vậy thì hôm nay các em đã biết cách sử dụng vòng lặp do while. Vòng lặp do while là thực hiện khối lệnh trước và sau đó kiểm tra điều kiện. Thì hẹn gặp lại các em ở bài học tiếp theo, vòng lặp for.